Những ngày cuối cùng của năm 2017, đầu năm 2018, Công an tỉnh Điện Biên vừa phá một chuyên án ma túy lớn, bắt gần 500 bánh heroin. Đây là số ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị bắt quả tang. Năm 2017, cả nước phát hiện, bắt giữ hàng nghìn vụ buôn bán vận chuyển ma túy lớn, thu hàng tấn ma túy các loại. Nhưng nếu so với con số trên 210.000 người nghiện hiện có của cả nước, hàng ngày vẫn đang bằng cách này hay cách khác sử dụng ma túy, thì có thể thấy lượng ma túy đã và đang lọt vào nước ta là vô cùng lớn. Ma túy như căn bệnh ung thư đang di căn, phá hủy từng gia đình, bào mòn xã hội. Chỉ riêng tại hai tỉnh trọng điểm ma túy Sơn La và Điện Biên, mỗi năm có hàng chục án tử hình, hàng trăm người vào tù, hàng nghìn người liên quan ma túy vào vòng lao lý. Bản thân họ, thân nhân của họ sống trong cảnh tối tăm. Nhà em hạng A Trinh, bản Pu Nhi Đê, ngày đông. Bữa tối có cơm trắng, một nồi canh to bí xanh nấu với mì tôm rất nhạt. Món ăn thường ngày của người Mông ở đây. Bây giờ gia đình nhà con đang có mấy người ăn? A Trinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người thím của A Trinh vừa dọn về đây ở để nuôi mấy anh em A Trinh. Mình nuôi chúng nó có vất vả không? Trong này nó vất vả gì không? Chọn nhịp cha lên nó. Mà khổ quá thì ăn cũng không có, mặc cũng không có. Nó bảo khổ quá không biết nói gì, xem nhà nước có hỗ trợ gì cho các con thôi. Chị Hờ Thị Nu có hai con nhỏ, nhưng giờ phải nuôi thêm 7 đứa cháu đang mồ côi cha. Nhà chồng Hờ Thị Nu có 4 anh em trai, hạng Chù Rùa, hạng A Chầu, hạng Sái Hờ và hạng A Chư. Chồng chị Nu là hạng Sái Hờ, đi tù vì buôn bán ma túy. Bố của A Trinh là hạng A Chầu, nghiện ma túy mới chết. Người anh cả là hạng Chù Rùa và người em út là hạng A Chu vừa bị tử hình vì buôn bán ma túy năm 2017 vừa rồi. Nhà có 4 người con dâu. Mẹ của A Trinh chết chưa rõ nguyên nhân. Hai người bác và thím dâu của A Trinh, vợ của hạng Chù Rùa và hạng A Chu đều nghiện nặng. Sau khi chồng bị tử hình thì đã bỏ nhà đi lang thang, trộm cắp lấy tiền mua thuốc hút hít. Bây giờ thì việc ăn học của A Trinh và 8 anh chị em của A Trinh trông cả vào đôi tay của người thím Hờ Thị Nu này. A Trinh đã bỏ học, ở nhà làm nương cùng thím nuôi em. Cả hạng Chù Rùa và hạng A Chu đều là những ông trùm ma túy ở Pu Nhi mấy năm trước. Hạng Chù Rùa trước lúc bị bắt năm 2015 còn bị truy nã kép vì tội buôn bán ma túy và sử dụng súng quân dụng bắn bị thương người cùng bản trong lúc trốn chạy. Hạng A Chu, chú ruột của A Trinh, em út của hạng Chù Rùa trước lúc bị phát hiện, đối tượng này là công an viên của bản Pu Nhi Đê. Chú có yêu thương Trinh không? Có. Yeah. Có hay cho tiền cho quà gì không? Cho tiền cháu đi học. À đấy à? Như vậy là chú cũng rất là thương và khuyến khích con cháu đi học đúng không? Vâng. Bây giờ chú bị như thế thì Trinh nghĩ như nào? Có nhớ chú không? Có thương chú không? Trinh rất nhớ chú và yêu chú nữa. Ở xã Pu Nhi, hai dòng họ có nhiều người phạm pháp liên quan ma túy đang thụ án là họ Hạng và họ Thào. Không ít gia đình có cả cha, con, anh em họ hàng đi tù vì buôn bán ma túy như nhà A Trinh. Bản Pu Nhi Đê được tách ra từ cụm bản Pu Nhi cũ thành 4 bản mới A, B, C, D. Bản nằm treo leo trên đỉnh núi. Trước đây chỉ có một con đường độc đạo vào bản. Mấy năm nay nó được mở rộng và đổ bê tông. Từ cụm bản này có nhiều con đường mòn đi về thành phố Điện Biên Phủ, về huyện lỵ Điện Biên Đông hay đi các huyện khác như Tuần Giáo, Mường Ảng hoặc sang huyện Sốp Cộp của tỉnh Sơn La. Mỗi năm có mấy tháng mù sương, cả ngày không có ánh mặt trời. Cả bản Pu Nhi Đê của A Trinh có vài chục nóc nhà,
thì có hơn chục người bị tù đầy hoặc tử hình vì buôn bán ma túy. Có 18 người đang nghiện. Trong bản có mấy họ, mấy dòng họ? Bốn dòng họ. Vâng. Thế có dòng họ nào mà không có người nào dính ma túy không? Tất cả đều dính hết. Tất cả đều dính hết? Vâng. Trước đây khe núi này từng có một lối mòn nhỏ, vừa đủ con ngựa thồ, nhưng là trục giao thông chính từ xã Pu Nhi đi các bản và sang các huyện. Chúng ta mình đi nhé, mình không đi được đây. Mệt quá đây. Đây hả? Đây à? À thế à? Thế ngày nhỏ anh có đi đường này không? Có chứ. Đi học mà đi từ lớp 1 đến lớp 9 thì đi đường này hết. À thế à? Thế trường ở đâu? Trường ngoài này? Trường ở chú. Đi bộ. Toàn dân đi bộ hết à? Gì đi bộ hết. Chưa nghĩ đến cái có xe mà đi. Không đi xe máy được? Không đi được. Có đi ngựa được không? Đi ngựa. À đi ngựa. Đi ngựa với đi bộ thôi. Tức là thồ hàng thì đi ngựa hả? Ừ. À. Thế vậy thì nó thì hiểm trở, nó khó đi lắm nhỉ? Khó đi lắm. Người như cỡ mình phải lúc mưa phải chống cạnh. Theo lời ông Tủa, những năm 80 của thế kỷ trước, khu vực này từng bạt ngàn cây anh túc. Người dân trồng cây thuốc viện để làm dược liệu xuất khẩu. Lúc đấy mình đi trồng đấy là ai mua thì bán. Vậy đấy cho phép cơ mà. À, mình trồng bán nhiều. Bán cơ mà, thu thuế cơ mà. Thu thuế à? Ừ. Ngày xưa mình trồng nhiều không? Trồng nhiều như lúa bây giờ thì. Trồng nhiều như lúa? Ừ, nhiều. Mua một cái máy khâu này, 2 cân. Đuổi chỗ bán cho công ty ngoại thương. À, bán cho công ty ngoại thương đấy, không phải là nhà nước nguyên chỉnh ấy. Xã Pu Nhi hiện có 135 người nghiện ma túy, 50 người phạm pháp liên quan ma túy. Những năm qua, công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, buôn bán hàng nghìn bánh heroin của các ông trùm như Sùng Á Minh, Giàng Bía Dính, Hạng Chù Rùa. Riêng đường dây ma túy của Sùng Á Minh từ năm 2007 đến 2014 đã mua bán hơn 1.200 bánh heroin. Trên chót vót đỉnh núi quanh năm mùa sương, bỗng mọc lên những biệt thự tráng lệ. Năm 2017 vừa qua, chỉ riêng công an xã Pu Nhi đã bắt 6 vụ với 7 đối tượng. Ngoài ra, công an cấp trên và các tỉnh khác cũng bắt một số đối tượng người xã Pu Nhi khi các đối tượng này đang buôn bán vận chuyển ma túy tại địa bàn khác. Năm ngoái là em bắt một trường hợp thì là cũng hơn 1 cân bột, nhưng mà nó sẵn sàng trả 200 triệu. Đấy, nó bê, tức là nó lực lượng, tức là gia đình của nó 3-4 người, nó bê hàng anh trưởng của anh đi vào rừng, nó sẵn sàng trả tiền, nhưng mà thôi cái này tôi không lấy. Tôi không vì đồng tiền đấy, dù anh cho bao nhiêu tiền nhưng mà tôi không lấy. Tôi trách nhiệm của đảng nước giao tôi không lấy. Thế là nó không làm được gì. Đi một đoạn nó trả thêm một tí. Mà không lấy. Những ông trùm bị bắt, mọt kiếp tù, tử hình hay trốn biệt tích, gia đình ly tán, con cái tha phương cầu thực. Những biệt thự trở thành vô chủ, bỏ hoang. Pu Nhi có trên 80% người Mông, là xã thuộc nhóm nghèo nhất nước. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng lúa nước. Năm 2017, toàn xã này vẫn còn có trên 65% số hộ nghèo, chủ yếu rơi vào số hộ người Mông. Bản Pu Nhi Đê, nhà A Trinh, nằm trên đỉnh núi cao. Ở đây ngoài cây lúa nương năng suất rất thấp, chỉ khoảng 1 tấn thóc 1 hecta, thì người dân trồng thêm ngô sắn, nhưng không đủ tự túc, tự cấp do đất đai bạc màu. Vài con lợn, gà chỉ để dùng cho ngày lễ Tết vì không sống nổi với thời tiết khắc nghiệt, mây mù và sương muối. Nửa số hộ trong bản thiếu ăn. Hàng năm, nhà nước vẫn phải hỗ trợ 2 đợt gạo cứu đói cho dân bản. Người dân mình hay mua nhất ở đây là gì? Những mặt hàng mà dân hay mua nhất đấy? Cá khô hay là nước, mấy cái đó thôi. À thế à? Trứng hay sao? Trứng á?
Thế mà bà con không nuôi được gà à? Không không nuôi gà để trứng được à? Bà con nuôi gà nhưng mà gà thì đến nở chứ không, họ không ăn trứng à? À, đến nở. Ừ, họ... đến nở không ăn trứng. Ừ. Ừ. Thế mình có bán thịt không? Buổi sáng mình, buổi ngày mình có bán thịt không? Thịt thì ở đây thì thịt đông lạnh thôi. Thịt đông lạnh à? Ừ, để bán thịt đông lạnh. À, một ngày mình bán được bao nhiêu tiền thịt? Bao nhiêu cân thịt? Ừ, khó lắm, 2-3 ngày mới được lần à. Thế yeah. Trong cái tâm trí của tôi ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình cũng có lỗi với người dân ấy. Tại vì mình chưa tìm ra được một con đường, tìm ra một cái thu nhập nào cho dân người ta phát triển để ổn định. Đấy, cũng chỉ là trông chờ vào phát triển nông nghiệp và nuôi mấy con trâu con bò. Và cái sự nghèo đói, cái sự mà thiếu thốn ấy, mà cái chế độ chính sách người ta, nhà nước hỗ trợ ấy, thì 3-4 hộ để chung một con bò thì nuôi xoay vòng, thì bao giờ thì bảo là các hộ này đến bao nhiêu năm thì mới có được một con bò để nuôi, đúng không? Đây là những hình ảnh của Vừa A La 4 năm trước. Nghiện ma túy hơn chục năm, mỗi sáng dậy, việc đầu tiên phải làm của A La là tự chích cho mình một liều heroin. Vợ đi tù vì buôn bán ma túy, La đi làm thuê lấy tiền mua thuốc. Lúc ốm yếu hay không có việc làm, La đi xin cơm, xin gạo của anh em và dân bản để nuôi con. La ơi! La ơi! La có nhà mấy không? Ngày mưa, không đi làm thuê, không có tiền, đói thuốc vật vã, La không thể dậy nổi để ra khỏi giường. Một lần mua ít nhất là phải mấy chục nghìn nhỉ? Năm chục là dùng được có một lần thôi đúng không? Ừ. Một ngày mình dùng mấy lần nhỉ? Có nhiều thì dùng nhiều, có ít thì dùng một lần thôi. Người bạn nghiện của La là Ly A Nhìa cũng đã nghiện hơn chục năm. Không cha mẹ, vợ con, sống một mình nhờ phó mặc cho số phận. Thế sao hôm nay không đi làm thuê mà lại ở đây chơi thôi? Ô, không có ai đi làm nhờ. Hôm nay không ai thuê à? Mưa rồi. À, mưa là người ta không làm lương gì. Ừ. Còn mọi ngày là nếu người ta làm lương thì người ta thuê mình. Ừ. À, một ngày được mấy trăm? Một ngày cũng được 150-200. Ừ. Thế là cũng đủ dùng thuốc đấy hả? Ừ. Một ngày anh dùng mấy lần? Có nhiều thì cũng dùng nhiều, có ít thì ít thôi. Tức là có nhiều thì dùng cũng 3 lần đấy hả? Hay 4 lần? Ba lần là nhiều nhất à? Ừ. Cũng như anh La? Ừ, nhớ đấy. Như nhau thôi hả? Với thầy nghiện thì cũng nhớ thôi. À thế à? Ừ. Mình định là mình cứ sẽ trích là đến khi nào? Ồ, cái đây thì không biết rồi, lúc nào chết thì kệ thôi. Na Ư là xã biên giới thuộc huyện Điện Biên, có nhiều đường mòn qua biên giới sang nước bạn Lào. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, tội phạm ma túy đã chọn làm điểm trung chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam. Từ đây xuôi về các tỉnh đồng bằng và chuyển sang Lào Cai để sang Trung Quốc. Khu vực này có hàng chục tụ điểm, ổ nhóm ma túy lớn và hàng trăm con nghiện. Chỉ riêng trung tâm xã Na Ư cũng có hàng chục người nghiện. Cách nhà Vừa A La vài km là nhà ông và Dạ Chía. Ông Chía 80 tuổi. Có 5 con trai, thì 2 người bị tử hình, 2 người đang trong tù.
chỉ còn một người đang ở với ông bà. Ba của con dâu thì một bỏ đi lấy chồng khác, hai người mới ra tù cũng vì tội buôn bán ma túy. Mười đứa cháu nội đang ở với ông bà. Những đứa lớn thì bỏ học để đi nương nuôi đứa nhỏ. Một năm được khoảng 50 đến 60 bao lúa, không đủ gạo ăn, ông cháu phải sống bằng gạo trợ cấp mất vài tháng. Là ông nuôi hết. Ồ, mình cứ tự túc là con của mình rồi, cháu của mình rồi. Mình phải cố gắng nuôi từ tốt lắm. Vì nó mình nói nó không nghe, nó đi tù. Năm 2017 vừa qua, lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên đã phát hiện bắt giữ 130 vụ, bắt trên 170 đối tượng, thu giữ trên 50 bánh heroin và hơn 300.000 viên ma túy tổng hợp, 5 kg ma túy đá, 30 kg thuốc phiện. Còn công an tỉnh Điện Biên cũng đánh bắt thành công hàng trăm vụ án ma túy lớn. Chiều 2 tháng 1 năm 2018 vừa qua, tại xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47 Công an tỉnh Điện Biên đã bắt hai vợ chồng Vừa A Xìa và Mùa Thị Đớ, trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, khi cặp vợ chồng này đang vận chuyển 489 bánh heroin trị giá khoảng 70 tỷ đồng, đựng trong 6 bao tải chè. Con đường vào bản Con Cang, nơi ở của vợ chồng Xìa Đớ. Bản Con Cang có nhiều ông trùm ma túy lớn thuộc loại nhất nước. Đàn ông trong bản không còn nhiều, vì một số thì đang ngồi tù, một số thì đang bỏ trốn lệnh truy nã về tội, một số đã chết vì nghiện. Bà Dúa là cán bộ nghỉ hưu, có lương hưu lại chỉ phải nuôi ba cháu nên đỡ vất vả hơn ông Chía. Gần chục năm nay, cả hai con trai bà đều ngồi tù vì buôn bán ma túy. Chồng bà Dúa cũng là lãnh đạo huyện Điện Biên, nghỉ hưu. Ngày con trai ông bà bị bắt, ông đang ốm liệt giường. Không vượt qua được cú sốc tinh thần, ông đã mất không lâu sau đó. Nhiều lần muốn đi theo ông, nhưng nghĩ tới những đứa cháu tội nghiệp, bà Dúa lại kiên cường đứng dậy. Đến đó là tôi phải quỳ ngoài sân để thề ông trời. Tôi không có tội gì hết, tại sao lại khổ thế này? Lúc ấy là lúc bí nhất đấy. Tôi phải nghĩ đến lúc mà tôi đã đưa tay thề với bác Hồ. Khó khăn bao nhiêu cũng không bị bước, phải vượt qua. Thế tôi mới sống được, được sống. Mỗi bánh heroin từ Lào qua biên giới Việt Nam lãi khoảng 50 triệu đồng. Chỉ cần cõng thuê một gùi vài chục bánh heroin qua một đoạn ngắn đường rừng là đã có thể kiếm vài chục triệu đồng. Có những người nó buôn thì nó giàu sẽ đấy, nó có xe máy, xe... Thế bác không thích giàu à? Hả? Bác không thích giàu à? Mày không thích giàu, mày phải chết. Sợ chết hả? Không thích giàu thì chỉ lo đồng còn cù thế này thôi. Mình sợ chết à? Mình sợ chết. Ở Na Ư, có những gia đình từ cha tới con cùng là tội phạm ma túy. Đến nay, Na Ư đã có hàng trăm người chịu án tù, hơn chục người bị tử hình vì buôn bán ma túy. Vả A Cử, 33 tuổi, 15 năm nghiện ma túy. Chó nhà hay là chó mình đi bắt đâu đấy? Chó nhà. Chó nhà thật đấy? Vâng, chó nhà thật. Ờ, con chó này mà bán thì được bao nhiêu tiền? Con chó này bán thì nếu là bán bom thì khoảng 200 đấy, 200 rưỡi. Nếu cân thì được khoảng 300. Thì mình sẽ sử dụng được bao nhiêu lần thuốc? Sẽ sử dụng được 6 đến 7 lần thuốc. 6 đến 7 lần? Vâng. Được mấy ngày? Được 3 ngày. 3 ngày? Vâng. Thế thì hết đó thì mình lại đi làm thuê à? Vâng, hết đó thì đi làm thuê. Chưa hết đi làm để thêm, có nhiều hơn mà để được mình sống ngày nào mà mưa nữa, hay là có không có việc thì mới được dùng. Hàng ngày, để có tiền mua ma túy,
cử đi lang thang khắp xã, ai thuê gì làm đấy, từ đi nương đến gánh nước bổ củi. Cứ là người ta có tiền người ta thuê thằng nghiện hay không nghiện, ai thích làm thì cứ làm đấy. Vâng. Người ta trả công bằng nhau à? Vâng, trả công bằng nhau. Dạo này thì có nhiều người nghiện bị chết, anh có sợ không? Em sợ đấy, em đang lo là nghiện trích như em thế này, không biết ngày nào lúc nào là bị, em cũng sợ đấy, lo đấy. Nhiều lần cai nghiện tập trung rồi lại tái nghiện. Giờ cả cha mẹ lẫn cán bộ không ai giục A Cử đi cai nghiện nữa. Không chỉ đàn ông mà đàn bà, phụ nữ ở đây cũng có rất nhiều người nghiện. Em có bị nghiện ma túy à? Có. Bị lâu chưa em? Bị gần 1 năm rồi. 1 năm rồi à? Hai mươi mốt tuổi, 5 năm nghiện. Ngày ngày, việc chính của Nam là ngủ và chỉ thức dậy mỗi khi cần xoay tiền mua thuốc. Bây giờ đang tình trạng là đang hít hay chích? Vừa hít chích. Vừa hít chích á? Vâng. À thế à? Một ngày thì khoảng bao nhiêu liều? Giờ ngày chốt thì 2 liều, căng nhất là 2 liều. 2 liều ạ? À? 2 liều ít là khoảng bao tiền? 100 ạ? Lấy vợ năm 18 tuổi cùng thời điểm bắt đầu nghiện. Sức khỏe yếu dần và cũng không biết làm gì để ra tiền mua thuốc. Những lúc bí tiền, Nam trộm cắp vặt hay bán lẻ heroin lấy chút lãi để mình sử dụng. Lúc đấy là trong cái suy nghĩ của mình như nào, sao mình lại đi, mình buộc phải đi trộm thế? Nói chung là nghĩ không có ăn rồi, phải đi. Thế à? Vâng. Mình có sợ là hàng xóm láng giềng họ chê có, cười? Nói chung vẫn có. Có sợ là ví dụ vào nhà họ đánh cho hay là họ... Có. Ừ. Đúng là có lúc chẳng nghĩ đến được kia nữa. Lúc đấy là không nghĩ được á hả? Vâng. À. Đang cân. Đang lên cơn hả? Vâng. Mấy hôm, Nam lại xúc một mẻ gạo đem bán lấy tiền mua thuốc. Thêm một người nghiện bằng mấy miệng ăn. Vợ Nam đi làm công nhân, lương chỉ đủ nuôi thân. Một mình bà Phượng... Giờ phải nuôi bằng cả 5-7 người ăn. Thật ra có khi nào mà mình cảm thấy ân hận vì mình đã nghiện? Ít lắm. Cũng có nghĩ đến, nhưng ít lắm à? Tức là cũng thỉnh thoảng cũng có mới có ân hận thôi hả? Ừ. Cái gì tương lai sẽ như nào? Chẳng biết được. Ở trong lớp khác, sẽ khác. Chồng bà Phượng, bố Nam cũng nghiện ma túy. 10 năm trước, trong lúc đói thuốc, không tiền, ông đã bỏ bà đi theo người phụ nữ khác. Bà cắn răng một mình nuôi con. Những mong sau này khôn lớn nên người, con trai bà sẽ không gây đau khổ cho những người đàn bà khác giống như bố nó đã từng gây ra cho bà. Nhưng lớn lên, đua đòi chúng bạn, tới khi bà biết con trai mình nghiện, cũng là lúc Nam không thể quay đầu. Có thấy cảm giác mình như có thấy xấu hổ không? Vần lắm. Nói nó như nào? Hàng xóm nói rằng họ có chơi với mình không, hay họ chê cười mình, họ không chơi với mình? Người ta cũng cười. Nó bảo không biết dạy con là thế. Ừ. Chắc bố cũng nghiện. Trước bố cũng nghiện. Ở xã Thanh Luông có hàng trăm người nghiện như Nam. Đa phần là tỷ lệ cao ở cái chỗ độ tuổi từ 22 đến 30. Và cái tỷ lệ này là do cái thanh niên ở nông thôn là nhiều, không có việc làm. Đấy. Mà phần nhỏ thì do ở các cái học sinh đi học các cái trường trung học chuyên nghiệp rồi các cái trường trung học cơ sở. Thanh Luông có hơn 1.800 hộ, trên 7.300 nhân khẩu, trong đó quá nửa là người Thái. Ở đây không có những ông trùm ma túy lớn, nhưng số vụ buôn bán ma túy nhỏ lẻ và tỷ lệ người nghiện lại rất cao. Cách nhà Nam vài trăm mét là nhà ông Quảng Văn Láo. Ông Láo 55 tuổi,
vừa ra tù nửa năm. Ngay ở nhà, ông nghiện heroin. Một lần bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy, ông phải vào tù gần 3 năm thì được tha trước thời hạn. Chắc cũng buồn lắm mà. Ai buồn thì cũng ân hận. Bây giờ thì muốn làm thì ra thì ngày nào hay nó thì làm ruộng ăn. Lúc ấy bị bắt vẫn đi tù thì nó nghĩ là người ân hận. Bây giờ cũng là nghĩ lại là già rồi. Bây giờ con cái là đi hết rồi bây giờ. Ông Láo có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Ngày ông ra tù về thì cả 3 người con trai vừa vào tù vì tội buôn bán ma túy. Một trong 3 người đã có vợ. Người con dâu của ông bà sau ngày chồng vào tù cũng bỏ đi. Con nhỏ để lại cho ông bà nội nuôi. Nhà vợ chồng Vàng A Dơ, Lý Thị Mỹ. Giữa mùa nương, nhưng cả ngày vợ chồng Dơ không ra khỏi cửa. Mỗi tháng vợ chồng Dơ đi làm thuê khoảng 10 ngày, lấy tiền mua thuốc phiện để hút. Nhưng vào những tuần mưa rét không đi làm được, không có tiền để mua thuốc. Đói thuốc, vợ chồng Dơ Mỉ chỉ nằm bẹp ở giường, chứ không đủ sức đi nương. Lên cơm mệt người thì không đi làm được. Một ngày mấy lần lên cơm? Ôi, không có thì lên cơm cả ngày. À, không có thuốc thì cả ngày, không đi làm. Cả ngày, không đi làm được, mệt. À. Mệt, mỏi chân tay là không đi làm được. Không có tiền mua thuốc, Dơ Mỉ phải vét sái thuốc còn lại hút cho đỡ vật vã. Mỉ người gốc Sơn La. Mỉ trước khi lấy Dơ đã có một đời chồng và 3 con trai. Hơn chục năm nay, từ khi làm vợ Dơ, Mỉ cũng nghiện theo chồng. 4 đứa con lít nhít, bữa có, bữa không. Na Bùng là xã biên giới huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Lúc cao điểm, xã này có khoảng 300 người nghiện và phạm tội buôn bán ma túy. Na Bùng có gần 750 hộ, gần nửa trong số này thuộc diện đói nghèo. Vụ giáp hạt năm nào cũng có khoảng 200 hộ xin cứu đói. Không ít người trong số đó là các con nghiện. Trung bình mỗi người nghiện heroin chi khoảng 240.000 đồng một ngày. Tính chung số người nghiện cả tỉnh Điện Biên, năm 2017 phải chi số tiền lên đến trên 2 tỷ đồng mỗi ngày để mua ma túy. Hiện tỉnh Điện Biên có 8 cơ sở điều trị và 21 cơ sở cấp phát thuốc methadone. Giai đoạn 2014 đến 2016 đã điều trị cai nghiện cho khoảng hơn 8.000 người. Nhưng hiệu quả cai nghiện là rất thấp. Ôi, cai thì em cai bao nhiêu lần rồi. Nhưng sao không cai được? Vẫn cai được nhưng mà về đến nhà là lạp thiệt. Tôi có thể khẳng định ngay rằng là cái công tác cai nghiện, cái hiệu quả của chúng ta không cao. Có thể nói là phần lớn cái số người cai nghiện thì sau đó là tái nghiện. Và có nhiều đối tượng thì đi tù cả 10 năm, 20 năm. Ra thì cũng không cai được. Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có khoảng gần 10.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh này có khoảng gần 7.000 người nhiễm HIV. Hầu hết đều do lây nhiễm khi tiêm chích ma túy. Quá nửa trong số này đã chết. Na Ư, Cu Nhi của Điện Biên, Lóng Luông, Trường Xuân của Sơn La, những tụ điểm buôn bán ma túy lớn nhất nước vẫn đang nóng từng ngày. Những căn nhà bỏ không. Những đứa trẻ mồ côi, đứt bữa, thất học. Cơn bão ma túy vào Việt Nam mấy chục năm qua vẫn đang tiếp tục càn quét nhiều vùng núi cao biên giới Tây Bắc.